Vâng, và thưa quý vị, có thể nói rằng bộ môn lịch sử thì có lẽ rằng là một cái bộ môn rất quan trọng, bởi vì thế hệ trẻ ngày nay thì đôi khi là các bạn ấy không thể biết được là truyền thống dân tộc của chúng ta như thế nào, hay là những cái chiến công của những anh hùng dân tộc đã trong công cuộc mà dựng nước và giữ nước ra sao, đúng không ạ? Và chính vì thế mà thầy Lê Đình Cương đã một lần nữa đã giúp cho thế hệ trẻ của chúng ta qua những cái bài giảng rất là hay của thầy, đã giúp cho các bạn học sinh có thể hiểu hơn về lịch sử của đất nước, và qua đó thì thêm yêu nước và cũng như là yêu trường, yêu lớp, yêu dân tộc của chúng ta hơn. Vâng, và thưa quý vị, ngày 20 tháng 11 thì ngày Nhà giáo Việt Nam, và đây cũng là dịp để chúng ta gửi tri ân đến những người thầy cô giáo. Và đôi khi thì chúng ta sẽ rất quen thuộc với những hình ảnh của thầy cô giáo trên bục giảng, đúng không? Là Dạ. ăn mặc những bộ áo dài với phấn trắng, với bục giảng đen, và đôi khi là đồ công sở rất là chỉn chu và nghiêm túc nữa, đúng không? Dạ vâng ạ, thì không biết rằng là anh Mạnh như thế nào chưa? Giang Hồng cũng được lắng nghe rất là nhiều chia sẻ của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn được gọi là Gen Z. Các bạn ấy cũng đã bộc bạch với Giang Hồng rằng là lý do mà chúng con rất là thích lên lớp, đấy là nhìn các thầy các cô có ăn mặc đẹp, có phong cách rất là sáng tạo. Vậy thì có thể nói rằng là trong thời đại phát triển như ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ nhìn thấy những hình dáng của những người thầy, những người cô đóng khung trong những trang phục truyền thống như thế, mà bên cạnh đó thì cũng nhìn thấy rất là nhiều những sự sáng tạo, những năng động, những sự trẻ trung của các thầy cô và đặc biệt là của các nữ giáo viên. Và trong tiểu mục tiếp theo thì chúng tôi xin phép được mời toàn thể quý vị sẽ cùng cập nhật những bí quyết để làm như thế nào để các thầy cô giáo và đặc biệt là các nữ giáo viên có được một bí quyết mặc đẹp khi đến lớp. Áo dài, vest công sở cùng những gam màu trung tính mang tới sự chỉn chu nhưng lại làm giảm đi nét năng động và cá tính. Đây là những hình ảnh thường thấy của mỗi giáo viên khi tới trường. Với cô giáo Thu Trang, một người yêu cái đẹp, cô không khỏi gặp khó khăn khi lựa chọn các trang phục đi dạy. Hôm nay mình muốn tìm một bộ đồ mà có màu sắc tươi sáng, nhã nhặn, mặc lên thì thanh lịch, kín đáo, đủ lịch sự để mình có thể đi làm. Và nó cũng phải có những cái điểm nhấn hoặc là có những cái thiết kế gì nó đặc biệt một chút. Tại vì thường là giáo viên thì sẽ phải đứng trước lớp, trước rất là nhiều sinh viên hay học sinh, thì mình cũng muốn có một cái trang phục vừa nghiêm túc, lịch sự nhưng mà lại trang nhã. Và mình thì cũng là một người khá là yêu thích thời trang nên là mình cũng muốn tìm những cái bộ đồ mà nó thể hiện được cá tính của mình hoặc là nó có điểm nhấn một chút để mình tự tin hơn khi đi dạy. Thay đổi để mang tới sự tự tin, năng động nhưng vẫn đúng chuẩn với trang phục của giáo viên. Với sự tư vấn của chuyên gia, cô giáo Thu Trang hứa hẹn sẽ có những set đồ ấn tượng, đậm nét cá tính. Xin chào mọi người, mình là nhà thiết kế Minh Ngọc, mình đến từ thương hiệu thời trang Ivy Moda. Hôm nay mình có gặp gỡ với cả cô giáo Trang nhân cái dịp 20 tháng 11 sắp tới. Cô giáo Trang có đưa ra những mong muốn muốn thay đổi hình ảnh bản thân nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của nghề nhà giáo, sự chỉnh chu, trang trọng và thanh lịch. Với bộ thiết kế đầu tiên, mình có chọn cho cô giúp cho cô Trang bộ trang phục màu be, sử dụng chất liệu tem sen, là những chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường. Cái trang phục này thì sẽ có thể ứng dụng được trong những ngày đầu tuần khi mà chúng ta có những cái buổi giao ban, chào cờ hay là những buổi đứng lớp của cô Trang. Thì với set đồ này thì nó có phần chi tiết ở dưới là dập nhăn, nó sẽ thể hiện được nét nữ tính của trang phục. Cái trang phục này thì cô Trang sẽ chỉ cần đi với một đôi dép cao gót nhẹ nhàng và dễ sử dụng. Mọi người có thể thấy thì cái set đồ thứ hai mà Ngọc phối cho cô Trang thì là mang một cái tông màu mới, đấy là màu cam, màu của xu hướng năm nay. Thế thì đây là một cái set đồ mà tuy là cổ vest và là áo vest thế nhưng mà nó được cách điệu là được hàng cúc lệch và thể hiện được cái nét chỉnh chu cũng như là sự trang trọng của giáo viên. Thì không biết là với chị Trang thì có ưng cái set đồ này không? Bộ này thì mình chắc là mình rất là dễ sử dụng, mình có thể vừa đi dạy hoặc là nó cũng rất là chỉnh chu để có thể đi họp được. Và rất là cảm ơn Minh Ngọc đã chọn cho mình một cái bộ đồ rất là đẹp, lịch sự và cá tính. Đây là một cái set đồ khá là basic, phù hợp để đi họp hay là đi đi giảng dạy. Thế nhưng để cái set đồ này có thể thời trang hơn, cá tính hơn thì mình sẽ có thể thay đổi một chút về phụ kiện. Em sẽ gợi ý giúp chị Trang là mình có thể mix phụ kiện từ giày hay thắt lưng thôi thì sẽ thay đổi được khá là nhiều. Mọi người có thể thấy là chỉ cần thay đổi một chút chiếc thắt lưng đôi hay là một đôi bốt thôi thì cái bộ trang phục nó đã trở nên thời trang hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cô giáo có thể ngoài cái việc là đi dạy học, cô giáo có thể đi những cái sự kiện ở trường hay là
những cái buổi gặp gỡ bạn bè ở bên ngoài cũng được phù hợp. Thực ra là mình rất là bất ngờ và ngạc nhiên khi mà bạn Minh Ngọc phối cho mình một cái thắt lưng màu đen và một cái đôi bốt rất là ấn tượng và cá tính. Bởi vì thực ra nếu mà để mình chọn thì mình sẽ mặc nó có vẻ là đơn điệu hơn một chút. Thế thì ở đây với con mắt nhìn khác của Ngọc thì mình cảm thấy là mình trông rất là mới lạ. Và mình vẫn cảm thấy là có thể sử dụng để đi làm các công việc của mình hàng ngày và nó vẫn khác biệt. Mọi người có thể thấy đây là cái set đồ thứ 3 mà Ngọc chuẩn bị cho cô giáo Trang. Thực ra là mỗi một set đồ thì đều đẹp cả, quan trọng nhất là tỷ lệ phù hợp với cả mỗi người. Thì ví dụ như là set đồ này thì mọi người có thể nhìn thấy nó vẫn là một chiếc áo vest lịch sự và trang trọng. Thế nhưng sự khác biệt của nó là một chiếc áo vest crop top để phối cùng với một chiếc đầm. Mọi người có thể nhìn thấy khi mà mặc với một chiếc đầm, nó sẽ giúp cho các bạn che được khuyết điểm rất là nhiều và tăng được chiều cao. Điểm nhấn của chiếc áo vest này là bông hoa được sử dụng cắt tỉa laser và đính thủ công. Bông hoa này sẽ giúp cho bộ trang phục trở nên mềm mại và nữ tính hơn. Đây sẽ là một set đồ gợi ý cho các cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 sắp tới. Wow, trông chị Trang thật là khác biệt. Chị thấy sao? Cảm ơn em. Chị cũng soi gương, chị cũng thấy ngạc nhiên. Bởi vì là nếu mà để chị chọn, chị sẽ chọn những cái món đồ mà trông nó an toàn hơn và trông nó đơn giản hơn. Nhưng mà bộ đồ này em chọn cho chị thì chị thấy là cũng rất là đẹp, đặc biệt và nó cũng đúng cái mong muốn của chị. Ví dụ như là chị muốn đôi lúc mình tham gia các cái sự kiện nghệ thuật chẳng hạn thì mình muốn cũng có đôi chút gì đó trông hơi cá tính và hơi đặc biệt hơn ngày thường. Thì cái bộ đồ này rất là đẹp, kín đáo mà lại chị trông cảm thấy là thời trang. Đây cũng là những ý đồ mà thiết kế mà bọn em muốn gửi đến, bởi vì những cái bộ trang phục nó không quá là cần phải phô trương hay hở hang gì mà nó vẫn thể hiện được cái sự sang trọng và thời trang của mình. Với cái bộ trang phục này thì nó là một thiết kế đầm ôm khá là tôn dáng, nó được khoét, sử dụng khoét cổ lệch. Và điểm nhấn chi tiết của nó chính là cái thắt lưng đôi này cũng là một trong những cái xu hướng thời trang của năm nay. Và chị Trang có thể kết hợp cùng với bốt hay là đi giày cao gót thì đều thể hiện được cái nét nữ tính trong bộ trang phục. Cảm ơn Minh Ngọc hôm nay đã chọn cho chị rất là nhiều bộ đồ đẹp, đa phong cách và rất là ưng ý. Hy vọng với những cả set đồ ngày hôm nay thì chị Trang cũng như tất cả mọi người đã có thêm nhiều sự lựa chọn cho những trang phục đời thường trở nên sinh động và cá tính hơn. Nhân ngày 20 tháng 11 sắp tới, Ngọc xin chúc tất cả các thầy cô giáo cũng như mọi người luôn sức khỏe và có một ngày 20 tháng 11 ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.